Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu này như sau. Đầu tiên chúng ta phải đặt điều kiện cho căn bậc 2. Đó chính là lớn hoặc bằng 0. Chúng ta dùng máy tính Casio để bấm cái cục này ra. Thì x sẽ nhỏ hơn hoặc bằng cái cục này. Tiếp tục. Số 7 này mình tách ra thành 5 cộng 2. Và chúng ta thấy rằng cái cục này nè chính là bằng căn bậc 2 của cái cục này, tức cả bình phương. Như vậy chúng ta sẽ đặt T bằng cái cục này. Trong đó điều kiện của T bắt buộc phải lớn hơn hoặc bằng 0. Tại vì căn bậc 2 lúc nào ra số dương và số 0 nha. Như vậy cái này là T nè. Này là T bình phương nè. Chúng ta đẩy 3T sang bên phải. Chúng ta giải phương trình bậc 2. Chúng ta bấm cái cục này ra. Thì chúng ta sẽ có hai nghiệm. Đó chính là T bằng 1, T bằng 2. Như vậy chúng ta sẽ có hai phương trình. Chúng ta bình phương cả hai bên để bỏ cái căn bậc 2 đi. Hai bình là 4, một bình là 1. Để số 1 và số 4 sang bên trái, 5 trừ 1 sẽ là số 4. 5 trừ 4 là số 1. Như vậy chúng ta bấm máy tính cả hai cái cục này. Thì chúng ta sẽ ra như thế này. So sánh với lại điều kiện ở đây, chúng ta sẽ chọn hết cả 4 luôn nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.